kênh Nhà Đất Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào cô chú chị, em là Điền đây. Và hiện tại em Điền đang ở đây là ngay vị trí ở xã Phước Long Thọ, huyện Đức Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cô chú anh chị. Và phía sau lưng của em Điền đây là một lô đất có tổng diện tích gần 3.000 mét vuông và chiếm mặt tiền đường một bên là 91 mét mặt tiền đường và một bên là mặt tiền đường 77 mét anh chị, và hậu của mình là 70 mét, hình thù theo kiểu hình tam giác của chú anh chị. Đây em sẽ quay cận cảnh lô đất mình cho cô chú anh chị mình xem nha. Ở đây cô chú anh chị, trước mặt cô chú anh chị đây là đường, hiện tại là đường đá rộng khoảng là 4 mét, và cái đường trước mặt cô chú anh chị đây là cái hướng đi ra quốc lộ 55 cũng như là đi ra lại Ủy ban Nhân dân xã Phước Long Thọ cũng như là trung tâm. Và cái hướng này đi ra cũng rất là gần với cái khu công nghiệp Đức Đỏ nha anh chị, rất là gần luôn. Từ vị trí của em đây mà ra cái khu công nghiệp Đức Đỏ đó thì khoảng là 1,5 cây thôi, và từ vị trí đất của mình mà đi ra quốc lộ 55 cũng như là Ủy ban Phước Long Thọ là 3,5 cây, 3,5 cây cô chú anh chị. Ở chỗ này thì hiện tại khu dân cư thì cũng là thưa thớt, không đông lắm, thưa. Nhưng mà có cái là được cái là cái chỗ này nó gần khu công nghiệp, rất là tương lai, rất là tiềm năng cô chú anh chị. Và mặt tiền đường này nè là 77 mét mặt tiền đường này, sâu tới cái cột đó, có mấy trụ đó cô chú anh chị có thể thấy đó. Và ngang qua đây là 70 mét, và mặt tiền bên này là được 91 mét. Và hiện tại gia chủ của mình là đang cầm cái sổ này trong ngân hàng của chú chị, thì đang cầm là 3 tỷ. Thì trong quá trình cầm đó thì trước đó rồi là cái anh chủ bất động sản này đã đăng ký lên 1.000 thổ cư rồi, và bây giờ là trên Sở Tài nguyên Môi trường và Kinh tế Hạ tầng đã duyệt là cho phép lên 1.000 thổ cư, và bây giờ anh chị chỉ mua và rút sổ ra và nộp tiền đóng thuế thôi, nộp tiền đóng thuế, đóng tiền thổ cư thôi anh chị. Quy hoạch hiện tại là quy hoạch chỗ này là phủ hồng nha cô chú chị, nên mới là lên được thổ cư. Mặt tiền đường của mình đây là phía mặt tiền đường 77 mét nha. Vị trí chỗ này thì cũng dân cư cũng khá là thưa thớt, mà đi ra từ đây mà đi ra biển Lộc An thì chắc khoảng là 10 mấy 20 cây, và cũng như đi thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa thì khoảng đâu đó là 30 phút 35 phút. Hiện tại anh chủ mình thì có gửi em một cái bản đồ phân lô để mà cô chú anh chị mình có thể tham khảo được. Đây, nên mình sẽ tới đây. Đây anh chị. Đây, và thẳng tắp đó, qua đó là 70 mét mà là hậu của mình. Thì như thế này là cái anh chủ đầu tư này thì cũng là đang kẹt tiền làm ăn thôi, nên là phải bán cái này. Và trước khi trước đó thì anh đã có một cái dự tính là anh phân lô, anh tách ra được cái chỗ này thì được là 22 lô cô chú chị, 22 lô, và mỗi lô thì trung bình từ 5 đến 7 mét tùy cái chỗ đất. 22 lô, và cái chỗ này thì đầu tư đón đầu khu công nghiệp đó anh chị. Khu công nghiệp thì có rồi nhưng mà chưa có đông cái khu công nghiệp. Xíu em sẽ cho cô chú chị mình xem cái khu công nghiệp đó. Dân công nhân sẽ về đây rất là nhiều và sẽ tìm mua đất thôi. Đây, qua bên này là mặt tiền phía bên này này cô chú chị. Đường này cũng thông ra đường
Long Phước, Long Thọ, cũng như là đường đi Long Tân. Và đường này cũng vậy. Đây, trước mặt màn hình của anh chị đây là em đang ở ngay chỗ vị trí của bất động sản mình. Đây, em sẽ zoom to ra cho anh chị mình xem. Đất mình là có hai mặt tiền nè anh chị, đây hai mặt tiền. Đây, từ đây tới đây là 91m và từ đây tới đây là 77m mặt tiền đường. Và có cái bản vẽ của dự tính của anh chủ cũ đây, là anh đang có dự tính là phân lô 22 lô. Và cái đường này nè, anh chị thấy nè, cái đường này thông ra cái đường là Long Tân Láng Dài 2 nè. Đó. Và đi thông ra nè, khu công nghiệp nè. Đây, nguyên chỗ này là khu công nghiệp đã có rải rác rồi. Và quy hoạch khu công nghiệp này rất là lớn. Đây, khu công nghiệp nó quy hoạch tới đây lần. Đó. Và cái đường đi ra, có cái đường khu công nghiệp này, có đường đi ra quốc lộ 55 nè anh chị. Đây, rất là rộng, rất là to luôn. Đường này bự lắm anh chị. Và mình có thể đi đường tắt ra cũng được. Mấy đường tắt nè nhé. Ra đây là, ngay đây là Ủy ban Nhân dân Phước Long Thọ rồi anh chị. Và cũng như là trung tâm rồi, chợ đò, trường học thì ở đây hết ha. Đó. Thì từ vị trí bất động sản mình mà ra trung tâm thì khoảng là 3,5 cây anh chị. Anh chị có thể thấy, em zoom nhỏ lại cho anh chị thấy nè. Đó. Nè, thành phố Bà Rịa này, thành phố Bà Rịa này, và huyện Xuyên Mộc này, Phước Long Thọ này, Lộc An này, đó. Đức Đỏ này, thị trấn Đức Đỏ này. Tính ra thì bán kính cũng gần anh chị ạ. Rồi, hiện tại chủ đất của mình đang muốn bán lô này là với giá là 12.500.000.000 anh chị. Nếu mà anh chị có nhu cầu hoặc là quan tâm bất động sản này thì hãy cứ liên hệ em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem trực tiếp cái lô này nè anh chị. Rồi, anh chị nhớ đăng ký ủng hộ em nhé.